xưa bố nuôi nhiều không bố? Nhiều cho mấy chục con lắm. Lúc mà căn quán 3 năm về chỗ này là thấy cá to là bình thường con mấy con cá này á bố, người ta gọi là con cá gì bố? Cá thị trường hả? Hồi trước giờ bố nuôi mười mấy năm á thì con cá to nhất là bao nhiêu nhiêu ký bố? Bố nhớ không? To nhất là bằng là lớn hơn đồng cái cá chút xíu. To hả bố? Ờ nhỏ bị nhỏ nhỏ chứ chứ mà 5 con. Không, ý là con bố nuôi tăng khoảng tầm bao nhiêu ký á? Nuôi nó từ lúc đầu tiên nó vậy phải không? Dạ. Con cá bằng ngón tay 50 con bỏ trong cái bao đi lồng có chút. Nhưng mà đến lúc mà mình sang quán á. Bữa trước có con gì bố kêu là con cá đại tượng này, bố kêu là mấy chục mười mấy ký hả? Không có. Có không? Ở chùa. Ở chùa hả bố? Ừ, đây thì nó cũng bao nhiêu. Dạ. Đây thì cao lắm là còn chừng có 5 ký, 6 ký. Bố bố, bình thường con cá này mình cho ăn cái gì bố? Ăn cắm cá đó. Cắm cá, ngồi cắm cá nó còn cái gì nữa không bố? Cho ăn cầu, cầu gì trời, nhiều có cái sâu mà cho nó ăn á thì là nó rơi nước. Rồi bao nhiêu lần là bao nhiêu ngày mình xúc xúc cái bể này một lần bố? Cái này nhiều khi nó rơi thì mình một lần đó mà nó không mưa ra thì nó lâu lắm, mưa khoảng chừng 3 tháng, 2 tháng rồi. Và nó mưa chứ cái là mới thay nước trong đó nó mưa đến 30 giờ rồi, nó mưa nó đá lên, làm cái nước nó đục. Bình thường là mình bố thay đúng không hả bố? Ở đây nó chỉ có xả nước ra thôi, cho nó chảy ra ngoài đường thôi. Dạ. Bố nuôi vậy thì nó có bữa giờ bố nuôi vậy có chết con nào không bố? Chết nó còn nhỏ còn lớn chết. Mấy con này chắc mấy con lớn này chắc nó ăn nhiều lắm bố hả? Ờ đó, chết con nhỏ. Lúc một lần chắc là 3 4 5 to vậy. Bố bố năm này là bao nhiêu rồi ta? Hả? Bố năm này là bao nhiêu tuổi rồi ta? Nhưng mà mấy con lớn lớn nó ăn cái gì mà nhanh lớn kìa. Bố có bây giờ mấy con lớn nó ăn con nhỏ không bố? Dạ. Dạ. Bố mở ra đây thì cần nhiều người vô, người ta có hỏi cái mấy con cá này không bố? Có ai hỏi mua không bố? Nhưng mà bể cá nhà bố cũng to quá hả, đẹp quá hả? Hả? Bể cá nhà bố to đẹp hết chứ. Cái bể này bố làm nhiều tiền không bố? Cái bể này bố làm nhiều tiền không? Dạ. Sáng là mình cho ăn một lần hay là sao bố? Sáng cho ăn lần, chúng ta ăn cá này thì cho ăn hai lần sáng chiều. Hạn chế cái phân thải ra đó. Dạ. Qua đây chưa cho ăn nên nó con cá nó hơi đói sao á? Hết thức ăn rồi. Còn đồ ăn không bố? Còn